Nhận định bóng đá Burnley với Man United. 3 giờ 15 phút ngày 13 tháng 1, đấu bù vòng 1 ngoại hạng Anh. Đây là cơ hội rất tốt để thầy trò Solskjaer chiếm ngôi đầu từ tay Liverpool, cũng như tạo đà tâm lý cho trận đại chiến trước chính The Kop vào cuối tuần sau. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Manchester United sẽ hành quân đến sân nhà của Burnley để đá bù vòng 1. Một trận hòa là đủ để đội bóng này lấy ngôi đầu bảng. Thế nhưng 3 điểm mới là nhiệm vụ sâu xa cùng các học trò hướng tới. Dù chỉ xếp thứ 16 tại ngoại hạng Anh, Burnley đang có phong độ tương đối tốt. Đội bóng của huấn luyện viên Sean Dyche thắng 3 trên 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, giúp họ tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và tạo khoảng cách 5 điểm khá an toàn. Tuy nhiên, đội chủ sân Turfmoor vẫn chưa giải quyết được vấn đề nan giải nhất hiện tại, đó là khâu ghi bàn. Với chỉ 9 bàn thắng sau 15 trận đấu, Burnley đang sở hữu hàng công kém thứ hai ngoại hạng Anh, chỉ khá khẩm hơn đội vét bảng Sheffield United. Man United trong khi đó sẽ hành quân đến Turfmoor sau chiến thắng tối thiểu trước Watford ở vòng 3 FA Cup, bất chấp trận thua 0-2 trước Man City tại Cúp Liên đoàn. Đội chủ sân Old Trafford vẫn là câu lạc bộ có phong độ tốt nhất ngoại hạng Anh, với 8 chiến thắng trong 10 trận gần nhất để vươn lên vị trí thứ hai. Cùng với việc Liverpool liên tục sảy chân, MU hiện tại đã san bằng cách biệt về điểm số với đại kình địch và còn trận đấu với Burnley để vượt lên dẫn trước. Trùng hợp thay, The Kop sẽ là đối thủ của Quỷ Đỏ ở vòng 19. Chính vì vậy, Solskjaer và các học trò cần thêm một chiến thắng để có được bước chạy đà hoàn hảo nhất. Burnley chơi khá tốt mỗi khi được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, Man United lại còn tỏ ra ấn tượng hơn trong các trận sân khách ở mùa này. Những thống kê đều chỉ ra rằng Quỷ Đỏ nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trước đội bóng Tây Bắc nước Anh. Dự đoán tỷ số, Burnley 0-2 Manchester United.